Bạn nghĩ xương mình chắc khỏe? Đừng chủ quan. Xương gồm hai lớp, lớp vỏ ngoài cứng và lớp trong là mô mềm. Vì thế, xương dễ bị tổn thương từ bên trong. Này Enlin mới có chứa nano canxi nhỏ hơn 100 lần so với canxi thông thường. Enlin giúp nuôi dưỡng xương chắc khỏe từ bên trong. Xương bạn có chắc khỏe như bạn nghĩ không? Enlin này có nano canxi